Lại nữa, Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Giả sử ở Châu Nam Thiệm Bộ này, các loại hữu tình đều được thân người. Sau khi được thân người, họ phát tâm tu học các hạnh của Bồ Tát và đều chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Có các thiện nam tử, thiện nữ, trọn đời đem các vật dụng quý giá trân trọng của thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác này. Lại đem căn lành đã tích tụ được cho khắp các hữu tình một cách bình đẳng để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thì nhờ nhân duyên này, các thiện nam tử thiện nữ đó có được phước nhiều không? Thiện Hiện đáp: Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Thiện Hiện, nếu ở giữa đại chúng thiện nam tử thiện nữ nào tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hướng dẫn kiến lập phân biệt khai thị, làm cho những người kia dễ hiểu và có tâm niệm tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó thu hoạch được công đức nhiều hơn công đức trước vô lượng vô số. Lại nữa, Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Giả sử các loại hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều được thân người, sau khi được thân người họ phát tâm tu học các hạnh của Bồ Tát và chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thiện nam tử thiện nữ suốt đời đem đầy đủ các vật dụng quý giá cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác, họ lại đem căn lành của sự tu tập cho các hữu tình một cách bình đẳng để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nhân duyên này, thiện nam tử thiện nữ đó được phước có nhiều không? Thiện Hiện đáp: Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo: Thiện Hiện, nếu ở giữa đại chúng thiện nam tử thiện nữ nào tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hướng dẫn kiến lập phân biệt khai thị, làm cho mọi người dễ hiểu và có tâm niệm tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó được công đức lớn hơn công đức trước vô lượng vô số. Lại nữa, Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Giả sử ở Châu Nam Thiệm Bộ, các loại hữu tình chẳng trước chẳng sau đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ khéo léo dạy bảo hướng dẫn giúp mọi người sống theo 10 nghiệp lành, hoặc 4 tịnh lợi, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 5 thần thông, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, rồi đem căn lành dạy bảo hướng dẫn cho các hữu tình một cách bình đẳng để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó được phước có nhiều không? Thiện Hiện đáp: Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo: Này Thiện Hiện, nếu ở giữa đại chúng thiện nam tử thiện nữ nào tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hướng dẫn kiến lập phân biệt khai thị, làm cho mọi người dễ hiểu và có an trụ tâm niệm tương ưng với trí nhất thiết trí, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó được công đức lớn hơn công đức trước vô lượng vô số. Lại nữa, Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Giả sử các loài hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều được thân người, có thiện nam tử thiện nữ tìm cách hướng dẫn giúp cho mọi người an trụ vào 10 nghiệp lành, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 5 thần thông, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, họ lại đem căn lành dạy bảo hướng dẫn cho các hữu tình một cách bình đẳng để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó được phước có nhiều không? Thiện Hiện đáp: Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo: Thiện Hiện, nếu ở giữa đại chúng thiện nam tử thiện nữ nào giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hướng dẫn kiến lập phân biệt khai thị, làm cho họ dễ hiểu và có sự an trụ tâm chánh niệm tương ưng với trí nhất thiết trí, thì nhờ nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ đó được công đức lớn hơn công đức trước vô lượng vô số. Thiện Hiện, ông nên biết, nhờ sự tinh tấn đối với pháp này mà đại bồ tát đó được oai lực tăng thượng đến được bờ bên kia và là ruộng phước của các hữu tình. Vì sao? Vì đại bồ tát này siêng năng thực hành chánh pháp nên được oai lực tăng thượng, tất cả hữu tình không thể sánh kịp, chỉ trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này Thiện Hiện, đại bồ tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy các hữu tình không được lợi ích vui vẻ, liền phát tâm đại từ, đó chẳng phải là việc mà các thanh văn độc giác có được. Thấy các hữu tình khổ não, họ liền phát tâm đại bi, đó chẳng phải là việc mà các thanh văn độc giác có được.
Thấy các hữu tình được lợi lạc, họ sanh tâm đại hỷ, đó chẳng phải là việc mà các thanh văn độc giác có được. Thấy các hữu tình lìa tánh, lìa tướng, họ liền sanh tâm đại xả, đó chẳng phải là việc mà các thanh văn độc giác có được. Này thiện thiện, tuy phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả một cách bình đẳng đối với các hữu tình, nhưng đại Bồ Tát này không chấp trước bất cứ điều gì, không giống như phàm phu thanh văn độc giác, đạt được điều gì thì sanh tâm chấp trước. Thiện thiện, tuy đại Bồ Tát này phát tâm từ bi hỷ xả một cách bình đẳng đối với các hữu tình, nhưng vị ấy không thường cộng trụ với tâm buông bỏ và luôn luôn làm lợi ích giáo hóa các hữu tình, không bao giờ lìa bỏ. Thiện hiện đại Bồ Tát này tu hành bát nhã ba la mật đa, được ánh sáng lớn, nghĩa là được ánh sáng lớn bố thí ba la mật đa, được ánh sáng lớn tịnh giới ba la mật đa, được ánh sáng lớn an nhẫn ba la mật đa, được ánh sáng lớn tinh tấn ba la mật đa, được ánh sáng lớn tịnh lự ba la mật đa, được ánh sáng lớn bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, tuy chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng đại Bồ Tát này đã được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã sang bờ kia và là ruộng phước của các hữu tình, có thể thọ nhận tất cả y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ghế, thuốc men và các thứ cần dùng. Thiện hiện, do thường có sự an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, nên đại Bồ Tát đó có thể báo đáp hoàn toàn ơn của thí chủ, cũng có thể thân cận trí nhất thiết trí. Thế nên thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn không phải hưởng thọ một cách hư dối đồ cúng dường của vua, đại thần và các hữu tình khác, muốn chỉ cho hữu tình con đường thật sự trong sạch, muốn làm ngọn đèn lớn chiếu soi cho các hữu tình, muốn giải thoát hữu tình khỏi lao ngục ba cõi, muốn bố thí cho các hữu tình pháp nhãn thanh tịnh, muốn vớt hữu tình ra khỏi biển sanh tử, muốn làm hòn đảo lớn cho các hữu tình, muốn ban cho hữu tình sự an lạc rốt ráo, thì phải thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, nói điều gì cũng là pháp tương ưng với pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa. Sau khi đã nói pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa, họ lại tư duy đúng lý về pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát này thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, không để cho các tâm niệm khác phát sanh xen lẫn dù trong khoảnh khắc. Thiện hiện đại Bồ Tát này an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, không có lúc nào lìa bỏ. Giống như có người trước chưa từng có bảo châu mạc ni, sau khi có được rất vui mừng, nhưng vì cất giấu không cẩn thận nên lại bị mất. Người ấy rất buồn rầu, thường than thở, tiếc rẻ và luôn luôn có tâm niệm làm cách gì để có được hạt châu ấy trở lại. Do tâm niệm tương ưng đó, tâm trí người ấy lúc nào cũng nghĩ đến bảo châu. Cũng như vậy, các đại Bồ Tát phải thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Nếu lìa tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, thì bị tan mất tâm niệm tương ưng với trí nhất thiết trí. Vì vậy, thiện hiện, các đại Bồ Tát phải thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Nếu thường an trụ tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, thì không bị đánh mất tâm niệm tương ưng với trí nhất thiết trí. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả tâm niệm đều có tự tánh là không. Tự tánh của tất cả tâm niệm đều xa lìa, các pháp cũng như vậy. Ở trong tất cả các pháp có tự tánh là không, tự tánh xa lìa. Hoặc đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc trí nhất thiết trí, hoặc các tâm niệm đều bất khả đắc. Vậy tại sao Như Lai ứng chánh đẳng giác khuyên các vị đại Bồ Tát không lìa tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa, cũng không lìa tâm niệm tương ưng với trí nhất thiết trí? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào biết các pháp, tất cả tâm niệm đều có tự tánh là không và có tự tánh xa lìa. Tánh không và tánh xa lìa này chẳng phải do thanh văn tạo ra, chẳng phải do độc giác tạo ra, chẳng phải do Bồ Tát tạo ra, chẳng phải do Như Lai tạo ra, chẳng phải do bất cứ ai tạo ra, nhưng tất cả các pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh không hư dối, tánh không thay đổi, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới hư không, chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, đều thường trụ như vậy. Đại Bồ Tát này như vậy, tức là không lìa tâm niệm tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng là không lìa tâm niệm tương ưng với trí nhất thiết trí.
Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí nhất thiết trí và tất cả tâm niệm đều có tự tánh không, tự tánh xa lìa. Tự tánh không và xa lìa, không tăng không giảm, có thể thông đạt nên gọi là không xa lìa. Cụ thọ thiện hiện lại thưa, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có tự tánh là không và tự tánh xa lìa, thì vì sao sau khi tu chứng tánh bình đẳng của bát nhã ba la mật đa rồi, các đại Bồ Tát mới đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện, lúc các vị đại Bồ Tát tu chứng tánh bình đẳng của bát nhã ba la mật đa, thì chẳng phải các pháp của Phật có tăng có giảm, cũng chẳng phải các pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh không hư vọng, tánh không thay đổi, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, cảnh giới hư không, chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, có tăng có giảm. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng một chẳng hai, chẳng ba chẳng bốn, cũng chẳng phải nhiều. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà tâm không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ hãi, không thối mất, cũng chẳng nghi ngờ, thì Bồ Tát này thực hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã được rốt ráo, đã an trụ vào địa vị bất thối chuyển của Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và làm cho tất cả hữu tình được lợi ích lớn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, chính bát nhã ba la mật đa sâu xa chống không chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chấp, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chấp, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính tánh không có thể thực hành pháp không được không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa tánh không có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành pháp không được không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính sắc thọ tưởng hành thức có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa sắc thọ tưởng hành thức có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính nhãn xứ cho đến ý xứ có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa nhãn xứ cho đến ý xứ có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính sắc xứ cho đến pháp xứ có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa sắc xứ cho đến pháp xứ, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính nhãn giới cho đến ý giới, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa nhãn giới cho đến ý giới, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính sắc giới cho đến pháp giới có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa sắc giới cho đến pháp giới có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính nhãn thức giới cho đến ý thức giới có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính nhãn xúc cho đến ý xúc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa nhãn xúc cho đến ý xúc, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính các cảm thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa các cảm thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các cảm thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này thiện hiện, không được.
Bạch Thế Tôn, chính địa giới cho đến thức giới có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa địa giới cho đến thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính vô minh cho đến lão tử, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Này Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa vô minh cho đến lão tử, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa được không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính thánh đế khổ tập diệt đạo, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, chính 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không? Thiện Hiện, không được. Bạch Thế Tôn, lìa 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng
có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, chính 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, chính pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, với quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, với tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, với sự trống không, chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh không chắc thật của giác thọ tưởng hành thức, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa sự trống không, chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh không chắc thật của sắc thọ tưởng hành thức, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, như vậy cho đến với không trống rỗng chẳng có, tánh không tự tại, tánh không chắc thật của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa không trống rỗng chẳng có, tánh không tự tại, tánh không chắc thật của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, với chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc thọ tưởng hành thức, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của sắc thọ tưởng hành thức, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, như vậy cho đến với chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp nào có thể đắc, có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được không? Thiện hiện không được. Bạch Thế Tôn, đều với các pháp như thế đều không thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các đại Bồ Tát làm sao có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ông thấy có pháp nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn không thấy. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ông có thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là chỗ thực hành của Đại Bồ Tát không? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn không thấy. Phật bảo, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Pháp mà ông không thấy có phải là pháp có thể thực hành được không? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn không được. Phật hỏi, thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Pháp không thể thấy có sanh diệt không? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn không có.
Phật bảo thiện hiện pháp tánh của các pháp như ông đã thấy, tức là vô sanh pháp nhẫn của các vị Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào thành tựu vô sanh pháp nhẫn này, liền được chư Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vô lượng vô biên công đức thù thắng. Đại Bồ Tát này được gọi là người có thể tinh tấn thực hành như thật. Nếu ai có thể tinh tấn tu hành như vậy mà không đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí nhất thiết tướng, đại trí diệu trí thì không có chuyện đó. Vì sao? Vì đó là do Đại Bồ Tát này đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và thường không bị thối lui đối với pháp đã đạt được. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải nhờ tánh vô sanh của các pháp mà Đại Bồ Tát được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện: Không phải. Bạch Thế Tôn, có phải nhờ tánh sanh của các pháp mà Đại Bồ Tát được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện: Không phải. Bạch Thế Tôn, có phải nhờ tánh sanh vô sanh của tất cả pháp mà Đại Bồ Tát được Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện: Không phải. Bạch Thế Tôn, có phải nhờ tánh chẳng sanh chẳng vô sanh của tất cả các pháp mà Đại Bồ Tát được Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện: Không phải. Bạch Thế Tôn, vậy thì bằng cách nào các Đại Bồ Tát được Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ông thấy có pháp nào có thể được Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không có. Con không thấy có pháp nào có thể được Phật thọ ký không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không thấy pháp nào có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật. Người chứng, nơi chứng, lúc chứng và lý do chứng đều không thể có được. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói. Này thiện hiện, đối với tất cả các pháp vô sở đắc, Đại Bồ Tát nào không nghĩ như vậy, ta sẽ chứng đắc quả vị giác vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ta sẽ dùng pháp này vào lúc đó, nơi đó để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này không có tất cả sự phân biệt như vậy. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này xa lìa tất cả sự phân biệt. Nếu ai phát sanh đủ loại phân biệt như vậy thì chẳng phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa,